Hello chào các bạn nha. Mình đang có kế hoạch xả hết khu này nha, để mình để máy vào đây. Xả hết luôn các bạn. Thì clip này nha, clip này mình sẽ báo các bạn giá sát lần sạc. Giá gần như mình thu vốn nha. Trừ tiền ship thì bằng thu vốn. Đây, đầu tiên là con này. Con 100W nha. Hiện tại mình bán 450k. Clip này mình bán 320k bao ship nha. Để mình báo một số khách quen ôm hàng. Báo một số khách quen ôm hàng, tại vì khách quen đang lấy là 420 nha, lấy số lượng mình giảm 100k còn 320 ha. Khả năng mình xả hết đóng nha, tại vì mình còn đang mình thật ra mình cọc 1 tấn 1 tấn 2 gì đó lâu rồi, cần tiền để lấy cái lô đó về, chứ người ta cũng báo là kêu lấy nha. Một loại thứ hai 150W nha. Loại này giá là 550k. Clip này mình giảm các bác là 420k. Đấy. 24V 7.5A 150 mấy W nha, 160W. Đó. 420k bao ship. Giá bao ship nha. Tiền ship các bác trừ lại em 55k. Đấy thì sẽ ra cái giá mà em thu vốn nha. Đấy, loại thứ hai. Ha. Cái này. Ish. Cái này em cố gắng đăng đi đăng lại cho nó hết luôn. Bao giá thị trường nha. Chưa có ai có giá như em cả. Con thứ ba là con 250W nha. Em hay bán là 650k. Đâu rồi? 650k. Bữa nay giảm còn 500. Em hay bán là 650 nha. Bữa nay giảm còn 520. 520. 320, 420, 520 nha. Ba loại. Anh em nào lấy thì nhanh tay nha, để chân. Đó. Không biết từ các bác ở đâu nha. À, từ của các bác dùng như thế nào? Từ của em là từ Việt Nam là nhanh tay lẹ chân nha. 250W đủ dây nha. Con này dây cục nhưng mà đủ dây. 250W nha. Con này là bình thường em bán là 650k. Đấy. Nhưng mà clip này là 520k ba con nhá. Đấy. Xả hết cái lô này.